một danh hiệu cao quý, khẳng định đẳng cấp cá nhân trên toàn cầu, là đích đến trong mơ của hàng triệu người, nhưng chỉ thật sự đến với những ai mạnh mẽ dám bước. Là MDRT, bạn được hưởng những đặc quyền tuyệt vời nhất ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, ưu tiên phục vụ, nổi bật trong đội ngũ, phát triển toàn diện, nâng tầm đẳng cấp. So for MDRT, the first thing I want to say is chipmunk to all of our MDRT early qualifiers. It's fantastic that so quickly into this year you have been able to perform so well, and I want to say a big congratulations to all of you. For our MDRT, there are a range of priority services that you can avail, from our customer service counters, our priority around you and I, our freemiums that we can bring in to attract new customers, and also the use of our digital ecosystem. Our role in the customer office is to support the MDRT through priority services for you. We do that through priority service at our customer office counters, and we also do that through priority services such as faster underwriting. I want everyone to embrace our new training and digital platforms that we're bringing to our MDRT people, and to make use of our social media. It's very key to make sure that we're using our platforms and our training around social media. AIA đã xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển năng lực, cụ thể gồm các chương trình huấn luyện định kỳ được thiết kế và chuyển giao bởi các chuyên gia nước ngoài, các chương trình huấn luyện chuyên đề nhằm cập nhật và bổ sung các kỹ năng cần thiết, các chương trình chia sẻ kinh nghiệm thành công của các chuyên gia tài chính và bảo hiểm hàng đầu trên toàn thế giới và tại AIA. Để bắt kịp xu thế kinh doanh qua mạng xã hội, chúng ta đã có chương trình social selling, bán hàng thông qua mạng xã hội, và sắp tới chúng ta sẽ có chương trình tiếp thị và xây dựng thương hiệu kỹ thuật số SIM 2.0, bao gồm 3 chuyên đề: tiếp thị và xây dựng thương hiệu kỹ thuật số, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội, và bán hàng thông qua video call. Định hướng chiến lược phát triển MDRT năm nay là đào tạo nên các chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp có kiến thức chuyên môn cao, tư cách đạo đức tốt và có khả năng cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chu đáo. Thông qua 5 chủ đề đào tạo trọng tâm, siêu bí quyết bán hàng, ý tưởng bán hợp đồng lớn, nâng tầm phục vụ khách hàng, các chương trình huấn luyện kèm cặp và quản lý thời gian hiệu quả. Trong năm nay, chúng tôi cực kỳ tâm đắc với các chương trình huấn luyện kèm cặp theo chủ đề tại câu lạc bộ MDRT 2x2, câu lạc bộ Super Bee MDRT, giúp hỗ trợ tư vấn viên sâu sát tỉ mỉ đến từng cá nhân. Đây là những chương trình huấn luyện mài dũa MDRT và nuôi dưỡng những hạt giống MDRT, giúp phát triển những kỹ năng, phát huy những tinh túy nhiều đời MDRT, phát triển một thế hệ đội ngũ MDRT kế thừa vững mạnh. So we encourage all of our MDRT, it's a very, very important element of our full-time professional agents, and we encourage our MDRT to have that compete and focus for our customers. Đã là đại lý bảo hiểm thì phải trở thành MDRT. Chúc các anh chị thành công trên chặng đường phát triển năng lực bản thân và trở thành MDRT, COT và TOT tại AIA Việt Nam. MDRT là đích đến vinh quang của mọi tư vấn tài chính. Hành trình đi đến đỉnh cao MDRT là một hành trình đầy cảm xúc khi bạn chính là người bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng, mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho mọi gia đình Việt. Đó là thành tựu vinh quang nhất. Vượt mọi khó khăn, vượt mọi giới hạn, mạnh mẽ dám bước để trở thành MDRT tại AIA Việt Nam.